Xin chào, mình xin tự giới thiệu, mình là Kim Hu Chi. Ngày hôm nay thì mình bị gia đình nhỏ Trúc á, nó đuổi ra khỏi nhà, nó chửi nó. Trời ơi, rất là ghét cái gia đình con Trúc đó. Xong không có đạo đức. Ngày hôm nay á, thì Kim Hu Chi sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu món. Chúng ta sẽ cùng làm bánh gạo mộc nhĩ nấm mèo. Bột năng chúng ta sẽ cùng làm há cảo. Nếu hai món nó trộn lại là bánh kho. Bánh kho. Hôm nay chúng ta làm món bánh kho.